Bộ phim Na Tra Hàng Yêu Ký. Tập 37. Ta khuyên các người ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, tránh bị mất mạng oan uổng. Cô nói nghe cũng có lý đó chứ. Ê, nhưng mà chính vì như vậy chúng tôi mới cần cô giúp đỡ. Nè, thằng Nhi, cô coi, một mình cô có thể đánh tới 10 người. Nếu như lôi kéo cô về phe chúng tôi á, ế, chắc chắn sẽ trốn ra ngoài được. Ta đâu có bị điên, kêu ta hù thả các người làm đồng phạm hả? Nằm mơ đi. Mau thả ta ra, nếu không đừng trách ta đó. Mặt mũi cô sáng sủa xinh đẹp, sao đầu óc ngốc quá vậy? Đối với linh thú mà nói, cô chỉ là người ngoài thôi. Bọn họ đời nào tin tưởng cô. Chi bằng cô hãy theo chúng tôi rời khỏi Thần Dị Sơn, như vậy còn thực tế hơn. Thì đó. Không cần nhiều lời, định. Bị đứng yên rồi. Định. 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 Tôi cười đến nước mắt luôn á. Cô nói định là định hả? Sao lại không định vậy? Nói cho cô biết nha. Nè, ví dụ tôi nói biến cô xấu thì cô có xấu không? Biến xấu, biến xấu, biến xấu, biến xấu. Người xấu thì có, biến thành con gián, biến thành con gián, biến thành con gián nữa. Đủ rồi, cô chơi Thần Dị Sơn này chưa đủ động vật hả? Thằng Nhi, cô đừng có bướng nữa, cô đừng giận chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn trốn ra ngoài thôi. Cô nghe lời đi, hãy theo chúng tôi đi. Đi 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 đi, đi thôi. Đi thôi. Dạo này Thần Dị Sơn liên tiếp có người làm mặt xông vào. Tuy là bọn họ ai cũng có sở trường, có thể gia tăng thực lực cho Thần Dị Sơn ta, nhưng suy cho cùng họ vẫn là người ngoại tộc. Nhi muội. Dạ. Muội phải đề cao cảnh giác, nhớ kỹ, tỷ có muốn xảy ra những chuyện không mong muốn. Cứ yên tâm đại tỷ, muội đã truyền lệnh xuống dưới, nếu ai làm trái trừng trị thẳng tay. Tốt. Còn hai muội nữa cũng phải cẩn thận hơn, có biết chưa? Dạ biết đại tỷ. Chú Khuyển. Tham kiến tứ vị công chúa. Xảy ra chuyện gì sao? Đại công chúa, Đại Phong trong lúc đang áp giải Linh Khê đột nhiên liên thủ với Linh Khê tấn công người của Thần Dị Quân. Hiện giờ hai người họ vẫn chưa rõ tung tích. Sao lại như vậy? Phái người đi tìm chưa? Đã phái đi tìm khắp nơi rồi, nhưng mà vẫn không tìm thấy. Với lại bây giờ cả Thần Nhi cô nương cũng mất tích luôn. Bọn người này đúng là vong ân phụ nghĩa mà. Uổng công ta đã tha cho họ một con đường sống, vậy mà bây giờ liên thủ lại muốn trốn khỏi Thần Dị Sơn ta. Chu Khuyển, truyền lệnh xuống dưới. Đại tỷ. Muội còn muốn nói gì nữa? Đại tỷ, tỷ khoa hãy nóng giận. Linh Khê chắc chắn không phải cố tình muốn trốn đâu. Hắn là người nhân tộc nên chưa quen với cách thức sinh hoạt của linh thú chúng ta, cho nên mới ra hạ sách này. Đại tỷ, hãy cho hắn thêm một cơ hội đi. Long Nhi, muội và cái tên Linh Khê đó bộ thân lắm sao? Muội không thân. Vậy tại sao muội cứ binh vực cho người ngoài chứ? Là gì ạ? Là bởi vì muội ạ. Muội. Chuyện là gì đại tỷ? Muội và Long Nhi đều cho rằng linh thú chúng ta trước giờ không tranh giành với đời. Nếu bây giờ tỷ lệnh giết người thấy máu, tổ tiên chúng ta chắc sẽ không đồng ý đâu. Vậy nên xin đại tỷ tam tư. Đúng đúng đúng, muội cũng nghĩ như vậy. Đại tỷ tam tư. Nực cười. Tổ tiên tộc linh thú chúng ta hồi đó cũng bị nhân tộc ức hiếp, cho nên mới ẩn cư ở Thần Dị Sơn không qua lại với bên ngoài. Bây giờ họ có phép tắc của tộc ta chẳng ra gì, cho dù ta có lấy đầu của bọn chúng đi bái tế tổ tiên đi nữa cũng không có gì là quá đáng. Chu Khuyển, triệu tập Thần Dị Quân bắt chúng về đây cho ta. Dạ. Bọn người ngoại tộc luôn luôn tự cho mình là đúng, ngang nhiên muốn qua mặt ta để trốn khỏi đây, đúng là nằm mơ mà.
Ngươi còn ngồi ở đây chơi nữa? Mau nghĩ cách đi chứ. Hả? Ngươi sớm biết như vậy trước thì trước hôm nay lúc đầu đừng có làm. Cô im đi. Chúng ta cứ trốn ở trong phòng của tứ công chúa có an toàn không vậy? Tất nhiên. Đứng yên. Ngươi làm gì vậy? Ta xem tình hình ở bên ngoài. Chúng ta trốn ở đây cũng đã lâu lắm rồi. Tôi phải xem coi có ai tìm mình hay không. Không có ai tới tìm chính là chuyện đáng mừng mà. Ta nói ngươi biết, nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất. Không ai ngờ chúng ta trốn ở đây đâu. Hai người mau thả ta ra đi. Cô im miệng lại, im miệng. Cô hạ tất phải làm như vậy? Cứ chống cự dãy dụa, lỡ vô tình làm bị thương chính mình, người thiệt thòi là cô thôi. Thì đó. Đừng có làm bộ làm tịch, mau thả ta ra. Nói nhỏ tiếng thôi. Cô yên tâm, tôi sẽ không giữ cô quá lâu đâu. Trời vừa tối, chúng tôi sẽ lợi dụng thân phận của cô rời khỏi Thần Dị Sơn. Lúc đó tôi lập tức thả cô đi. Nói đi thì phải nói lại nha. Cô đòi ở đây để làm gì chứ? Có tốt gì đâu hả? Suốt ngày bị bốn vị công chúa xe tới xe lui, còn phải phục tùng cái tên Chu Khuyển đáng ghét kia nữa chi bằng á. Cô hãy đi theo chúng tôi trốn ra ngoài, đúng không? Hả? Từ nay về sau, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Du ngoạn khắp nhân gian, phiêu bạc tới chân trời. Tôi biết mấy. Không sai. Dù cô không muốn đi chung với chúng tôi, cô cũng có thể tự lập một mình, làm chủ cuộc đời mình, không cần nghe lệnh của ai hết. So với lại ở đây thì tốt hơn nhiều. Hai người không cần nói nữa. Quan nói chuyện ta thích hay không thích ở lại đây. Hai người bắt cóc ta chính là có lỗi trước. Đừng hòng dụ ta tham gia với các người. Hơn nữa, hai người tưởng là sẽ thoát được hay sao? Nằm mơ giữa ban ngày. Sai. Chúng tôi nhất định sẽ thoát được. Tất cả hãy nghe đây. Dù lục tung cả Thần Dị Sơn, cũng phải tìm cho được bọn chúng về đây. Dạ. Lục soát thật kỹ cho ta, không được bỏ sót ngóc ngách nào. Dạ. Xuất phát. Tam tỷ, qua khuyên đại tỷ đi. Tình hình căng thẳng như vậy làm sao mà khuyên? Càng khuyên càng tệ. Tam tỷ à. Không được. Đại tỷ. Đừng nói nữa. Nếu như muội còn tiếp tục binh vực người ngoài tộc thì đừng trách ta không niệm tình tỷ muội đó. Long Nhi. Mấy người suy nghĩ cũng quá đơn giản đó. Ta nè, chẳng qua chỉ là phó thủ lĩnh quèn. Nếu có xảy ra chuyện gì, sẽ không có ai tới cứu ta, để mấy người thừa cơ trốn thoát đâu. Chuyện này không cần cô bận tâm. Tôi giữ cô lại, ắt có chỗ cần dùng. Đừng có cứng miệng. Ta biết các người không có cách trốn đi, cho nên mới đợi tới trời tối. Chi bằng mau quay đầu đi gặp đại công chúa thỉnh tội chịu phạt. Nói không chừng còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Có tìm được chưa? Dạ chưa. Tiếp tục tìm. Dạ. Lục soát cho kỹ. Người đâu? Bọn họ ở đây nè. Hình như từ phòng tứ công chúa. Qua đó xem thử đi. Nếu để đại tỷ tìm ra Linh Khê trước mình, vậy thì nguy to. Mình phải mau nghĩ cách nhanh chân hơn mới được. Tam tỷ, tỷ coi, có phải chúng ta nên đi tìm Linh Khê trước đại tỷ hay không? Không được. Đại tỷ làm như vậy tự có lý riêng của tỷ ấy. Nếu muội còn hành động lỗ mãng, người tự chuốc lấy khổ chính là muội đó. Nhưng mà... Báo! Bẩm báo đại công chúa, chúng tôi tìm được phạm nhân rồi. Mà dẫn ta tới đó đi. Dạ. Sao chúng lại trốn ở trong phòng của Long Nhi chứ? Tứ muội, muội biết chuyện này không? Sao muội lại không? Làm sao muội biết họ trốn ở đây chứ? Chết rồi, Linh Khê trốn đâu không trốn? Sao cứ chạy tới phòng của mình trốn vậy? Người bên trong nghe rõ đây. Các ngươi nên ngoan ngoãn đưa ta chịu trói. Ta sẽ suy nghĩ cho các ngươi được toàn thây. Còn nếu không thì
Đừng trách ta thủ hạ vô tình. Ta khinh. Bọn ta có điên mới ra ngoài, đi theo loại chủ tử không có đầu óc này. Hèn gì ngươi muốn bỏ trốn. Là lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm trạng nói đùa nữa. Hồi nãy ngươi còn nói nơi an toàn nhất. À không phải, hồi nãy ngươi nói nơi nào nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Bây giờ người ta tìm tới rồi kìa. Ta nè, ta thấy hai người nên ngoan ngoãn nghe lời đi. Đưa ta chịu trói, ta sẽ cầu xin cho hai người. Không chừng hai người thoát khỏi cái chết. Ai nói bọn họ sẽ chết chứ. Cô nghe kỹ đây, cùng lắm bọn ta cùng xông ra ngoài liều mạng với họ. Ta không tin bọn ta liên thủ không đánh lại họ. Sao hả? Người bên trong nghe đây, bây giờ ta sẽ đếm đến ba. Nếu các ngươi vẫn không chịu mở cửa ra thì ta sẽ vào trong. Một. Chúng ta liên thủ không đánh lại họ hả? Liều mạng với họ. Các người hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu đánh nhau thật, các người không có phần thắng đâu. Bớt phí lời, chưa đánh làm sao biết chúng tôi không thắng chứ. Đúng. Hai. Sao đếm nhanh như vậy? Nếu có chỗ nào trốn thì tốt quá. Người nói cái gì? Tôi nói chúng ta đánh với họ phần thắng không có lớn. Không phải là câu trước kìa. Nếu có chỗ nào trốn thì tốt rồi. Có đó. Hả? Là chỗ nào? Có mật đạo. Sao không chịu nói sớm? Tại vì ta hơi căng thẳng nên quên mất. Chuyện này mà cũng quên được nữa. Mật đạo ở đâu? Bên đó. Đi. Đại tỷ, bọn họ chỉ có mấy người thôi, không cần khuấy động can qua đâu. Chúng ta nhân lúc họ không chú ý lẻn vào bên trong rồi bắt họ đi. Không cần muội lo, mấy người bọn họ bỏ trốn ngay trước mắt ta, bất luận như thế nào ta cũng phải bắt lại cho bằng được. Đại tỷ, hay là để muội vào trong. Muội chỉ cần đứng nhìn là được rồi. Ba, dẫn cô ấy đi chung, gọi nói cho cô ấy mau. Mau mau lên đi. Đừng có hối. Phen này tiêu rồi. Người đâu? Giải họ ra ngoài cho ta. Dạ. Làm sao đây Tam tỷ? Thái Thạch Trường, việc xây Đoạn Long Đài là chuyện to bằng trời của Đông Hải Long Cung chúng ta. Bây giờ đã tới lúc các người báo đáp cho nữ vương bệ hạ rồi. Các người đã hiểu chưa? Dạ, hiểu rồi. Đã hiểu hết chưa? Đã hiểu rồi. Tốt. Nếu ta phát hiện ra kẻ nào lười biếng làm chậm tiến độ, đến lúc đó đừng trách bổn tỷ tử không đương tay với các người. Ôi trời ơi. Bây giờ phải làm sao đây? Không có gì hay còn đúng. Cố gắng thôi chứ sao giờ. Phải đó. Đúng vậy. Mệt muốn chết luôn. Ừ. Phải rồi. Thôi làm tiếp đi. Cố lên mọi người. Hưởng của chúng ta. Phải đó. Phải cố gắng hoàn thành thôi. Chứ. Đúng rồi đó. Bỏ qua. Cố gắng lên nào. Phải đúng. Làm việc tiếp thôi. Đi gì đại ca? Hai người đang nói chuyện quân hưởng sao? Mang ngang điện hạ. Phải rồi. Mang ngang điện hạ kìa. Mang ngang điện hạ. Là mang ngang điện hạ. Mang ngang điện hạ. Là mang ngang điện hạ. Là mang ngang điện hạ. Ta đến đây là muốn mọi người cùng ta kề vai tác chiến, phục hưng lại thủy tộc. Phục hưng thủy tộc. Tốt quá rồi. Phục hưng thủy tộc. Quỳ xuống. Hai người các ngươi đúng là quá to gan, ngang nhiên muốn trốn khỏi thần dị sơn. Đại công chúa tha mạng, tôi biết lỗi rồi mà. Nói chuyện giống nam nhân một chút coi. Tôi có chỗ nào không giống? Ngươi không sợ chết là chuyện của ngươi, ta còn muốn sống nữa. Đại công chúa, tôi khẳng định chuyện này không hề liên quan gì tới tôi hết á. Im miệng, chú Khuyển. Lôi hai người họ xử trảm cho ta. Dạ. Dừng tay lại. Thả tôi ra đi. Đại tỷ, tôi không cần cô giúp. Đại tỷ, Linh Khê là do muội dẫn lên thần dị sơn, nếu muốn trách thì cứ trách muội, hãy tha cho bọn họ. Từ đầu ta đã thấy muội và tên ngoại tộc này không bình thường, thật không ngờ là muội dẫn hắn lên thần dị sơn. Đại tỷ, lúc đó Linh Khê đang bị trọng thương, muội vì nhất thời lo lắng bất đắc dĩ mới. Im đi Long Nhi. Tổ quấn điều thứ ba của thần dị sơn ta là gì? Phàm là người trong tộc không được tiếp xúc với ngoại tộc, nếu dám vi phạm trừng trị thẳng tay. Dù muội đã biết rõ còn cố tình vi phạm,
tội tăng thêm một bậc. Muội biết lỗi rồi. Đại tỷ, nhị tỷ, muội biết lỗi thật rồi, sau này muội không dám nữa. Tỷ muốn phạt muội thế nào cũng được, hãy tha cho Linh Khê một con đường sống, tha cho họ một con đường sống đi. Còn tôi nữa, còn tôi nữa. Muội còn dám mở miệng nói, thân muội còn lo chưa xong, ở đó mà đi cầu xin cho chúng. Đại tỷ, mấy người ngoại tộc này đáng xử tội chết, nhưng mà Long Nhi càng đáng bị trừng phạt nặng hơn. Nếu không, sau này chúng ta làm sao phục chúng? Đại tỷ, Long Nhi tuy hành động có hơi lỗ mãng, lần này quả thật đã vi phạm quy tắc của thần Dì Sơn. Nhưng mà xin đại tỷ hãy lượng thứ cho muội ấy thêm một cơ hội. Lần này muội sẽ canh chừng thật kỹ, không để Long Nhi gây chuyện nữa. Im đi, nếu muội còn cầu xin cho nó, ta sẽ phạt luôn cả muội. Đại tỷ, Nhị muội nói không sai, Long Nhi đã phạm lỗi làm nghiêm trọng, đáng phải chịu sự trừng phạt. Long Nhi cô nương, ta muội. Đại tỷ, nhị tỷ, hai tỷ để muội qua xem Long Nhi đi, muội ấy đã. Không được, Long Nhi phạm sai lầm, đáng chịu sự trừng phạt. Nhưng muội ấy đã như vậy rồi. Đại tỷ không lấy mạng muội ấy đâu. Đồ linh thú biến thái, lòng dạ độc ác, cả tỷ muội ruột thịt cũng nhẫn tâm ra tay. Tổ cuốn của tộc linh thú ta, thần thánh cũng không xâm phạm. Long Nhi gây ra lỗi lầm, chẳng qua ta chỉ đưa ra sự trừng phạt nhẹ, không tới phiên người ngoài như người chen vào. Cô, các người thấy rồi đó. Cô ta máu lạnh vô tình, chẳng lẽ các người còn trung thành theo cô ta sao? Câm miệng, không được sử dụng đại công chúa. Vốn dĩ ta nói đúng mà cô. Long Nhi cô nương, Long Nhi. Long Nhi. Trời, lại biến nhỏ nữa rồi. Chuyện tới nước này thì tao cũng hết cách luôn. Bạch Trạch cô nương, dược liệu cô cần thiếu gia đã chuẩn bị xong hết rồi, để trong phòng dệt. Ta biết rồi, lui ra đi. Dạ. Sư phụ để lại số dược liệu ở trong phòng thuốc, cơ bản đã đầy đủ, chỉ còn thiếu mỗi hoa hỗn độn thôi. Không được, mình phải lén trốn ra ngoài. Biến nhỏ rồi. Long Nhi, lần này muội đã chọc giận đại tỷ thật rồi, tỷ ấy mới biến muội thành bộ dạng lúc nhỏ, còn cố tình căn dặn tỷ phái thêm người canh muội thật kỹ, cho nên lần này muội phải tự kiểm điểm lại mình, đừng đi ra ngoài gây sự nữa, có biết chưa hả? Vậy muội. Long Nhi, đại tỷ sẽ không làm hại muội đâu, nhưng mà muội đó, sau này đừng có hành động lỗ mãng nữa, chẳng bao lâu muội sẽ quay lại hình dạng bình thường. Tam muội phải canh chừng Long Nhi, đừng để mùi ấy xảy ra chuyện gì nữa đó. Ừ. Tỷ nói mãi mà mùi không chịu nghe, nhưng mà mùi trở lại bộ dạng này đúng là rất dễ thương. Hay là vậy, mùi cứ duy trì hình dáng này hoài đi, có được không? Tam tỷ, tỷ đừng có nặng nữa. Tỷ xin lỗi nha, bộ dạng của mùi bây giờ thật sự rất là dễ thương. Hơn nữa, đột nhiên tỷ lại có một cảm giác rất quen thuộc, giống như là tỷ từng có một muội muội vậy đó. Muội chính là muội muội của tỷ mà. À, ý của tỷ là hai chúng ta giống như quay trở lại hồi lúc còn nhỏ, hồi đó muội cũng mũm mĩm dễ thương như vậy. Sao vậy? Lại chuyện gì nữa vậy Long Nhi? Tỷ không nghe Long Nhi đang thở dài hả? Long Nhi à, có chuyện gì mà thở dài vậy? Tỷ nói xem. Tỷ nói. Tỷ hiểu rồi.
Hiểu thiệt không? Muội đợi tỷ nha, tỷ vừa mới nhớ ra một thứ vô cùng thú vị nè. Hả? Đợi một chút nha. Rốt cuộc tỷ ấy có hiểu không? Ta thấy người thích ở đây lắm. Bên ngoài có ai không? Mau thả bọn ta ra đi. Mau lên. Ta xin thề, hãy được ra ngoài, ta sẽ không bỏ trốn nữa. Nè, thần nhi, mau. Đừng la nữa. Dù ngươi la khô cổ cũng vô ích mà thôi. Ngươi tự ý rời khỏi Thần Dị Sơn, đại công chúa đã hạ lệnh chuẩn bị đem các ngươi đi xử trảm đó. Đâu có nghiêm trọng vậy chứ. Chúng tôi chỉ muốn bỏ trốn, chứ đâu có làm hại tới ai đâu. Vừa vào đâu đòi giết chúng tôi? Không công bằng, tôi không phục. Không phục cũng phải phục. Chuyện này đã được định đoạt hết rồi. Hai người ngoan ngoãn chờ chết đi. Thần Nhi, cô giúp tôi với. Ê, cô quên rồi hả? Hai chúng ta bị bắt về đây cùng một lúc. Với lại chúng ta đều mất trí nhớ. Cô niệm tình chúng ta đồng bệnh tương lân, cô hãy làm ơn thả chúng tôi ra đi mà. Còn nữa, tôi thề, tôi đảm bảo không nói chuyện này với ai hết. Đúng không Linh Khê? Nè, đừng có gặp ta nói chung với các ngươi. Trước giờ ta chưa từng có ý định bỏ trốn. Lúc đó ta khuyên hai người đưa ta chịu trói, các người cứ không nghe. Bây giờ ra nông nổi này là các người tự chuốc lấy, đừng có trách người khác. Cô, ta không thèm được coi với các người đâu, tự mà lo liệu đi. Ê, cô đừng đi. Ê, đừng có đi mà. Cô tưởng mặc bộ giáp đó là ngon lắm hả? Người. Tiểu tử thúi, lúc nãy người kêu phụ quả, người chẳng nói chẳng rằng. Biết trước vậy, lúc đầu ta đã không bỏ trốn với ngươi. Giờ thì hay rồi, bị hại thê thảm vậy nè. Ngươi định làm gì? Muốn đánh nhau hả? Ta nói ngươi biết nha, ta không sợ ngươi đâu á. Xin lỗi nha, chuyện này là do ta không đúng, đã làm liên lụy ngươi. Ngươi trời ơi, thôi bỏ đi. Chuyện lần này cũng không thể trách ngươi được. Là ta quyết định bỏ trốn, ta cũng có trách nhiệm. Linh Khê nè, ngươi không có lo chút nào hết hả? Ngươi không có sợ chết luôn hả? Chuyện ta lo nhất bây giờ chính là Long Nhi cô nương. Lúc trước cô ấy cứ khuyên ta đừng có hành động lỗ mãn, nhưng cuối cùng sự lỗ mãn của ta đã hại cô ấy. Không biết bây giờ cô ấy ra sao rồi. Long Nhi, coi nè, tỷ mang gì tới cho muội đây, có đẹp không? Để tỷ chải cho muội một kiểu tóc siêu dễ thương luôn, có chịu không nè? Không chịu. Dễ thương lắm, sao muội không chịu? Đợi tỷ làm xong muội sẽ thấy thích ngay, có chịu không? Không. Tam tỷ, tỷ làm ơn đừng ấu trĩ như trẻ con được không? Bây giờ muội không có tâm trạng giỡn đâu. Vậy tam tỷ đi chuẩn bị món ngon cho muội có được không? Không được. Muội chỉ bị biến nhỏ chứ không phải là con nít đâu. Nhưng mà bây giờ muội đang trong hình hài con nít, muội là một đứa bé vô cùng dễ thương. Vậy là tỷ không biết tại sao muội than ngắn thở dài. Đâu có, tam tỷ biết mà, cho nên tam tỷ mới đem món đồ đẹp như vậy tới cho muội nè. Tỷ chải tóc dễ thương cho muội là muội sẽ vui lại ngay. Không thích. Long Nhi, tam tỷ không thương muội. Tam tỷ thương muội nhất, sao lại không thương muội được chứ? Tam tỷ không hiểu tâm tư của Long Nhi. Được rồi. Vậy muội nói cho tam tỷ biết Long Nhi muốn cái gì, tam tỷ sẽ làm cho muội hài lòng, có được không? Hay là tam tỷ giúp muội đi nghe ngóng tình hình Linh Khê đi. Tình hình của Linh Khê hả? Long Nhi, sao muội lại quan tâm tới Linh Khê quá vậy? Có được không vậy? Được thì được, nhưng mà bây giờ tam tỷ thấy hơi mệt, tam tỷ muốn Long Nhi hôn một cái mới hồi phục năng lượng.
Mụ và Tam tỷ cộng lại cũng mấy trăm tuổi rồi. Vậy nghe ngóng chuyện của Linh Khê khó lắm đó. Được rồi. Tỷ tỷ đi nghe ngóng tin tức của Linh Khê giùm muội ngoan nha. Cuối cùng Tam tỷ cũng đi rồi, mình phải nghĩ cách hồi phục pháp lực, giải cấm thuật của đại tỷ. Khu rừng hỗn độn dễ vào khó ra, mà hỗn độn thảo lại nằm sâu trong lớp sương mù dày đặc của rừng hỗn độn. Người thường khó lòng tiếp cận. Trước khi lâm chung, di sư mới nói với con, chính vì sợ con dấn thân mạo hiểm nên nhớ tuyệt đối đừng có đi tìm hỗn độn thảo. Sư phụ, con đã mất người rồi, con không thể mất luôn Sở ca ca. Yeah. Cuối cùng cũng biến lại được rồi. Cũng không biết Tam tỷ nghe ngóng tới đâu rồi nữa. Tình khốn Linh Khê cũng thiệt tình, suốt ngày chỉ biết gây họa thôi. Nhưng mà mình có nên nhân cơ hội này trốn ra ngoài luôn hay không? Mình phải thử đã. Ê, không được, không được, không được. Lỡ Tam tỷ quay lại phát hiện mình không có ở đây thì chắc sẽ nổi giận. Nếu cả Tam tỷ cũng không giúp mình thì nguy to luôn. Làm sao đây? Dù Tam tỷ quay lại cũng chưa chắc chịu giúp mình, cho nên chuyện này vẫn nên dựa vào chính mình. Để qua thử. Tam tỷ, tỷ về rồi. Giải được cấm thuật rồi hả? Vẫn là bộ dạng lúc nhỏ dễ thương hơn. Tam tỷ, Tam tỷ, tỷ có nghe ngóng được tình hình Linh Khê thế nào không? Đại tỷ chắc không giết họ chứ? Ngoại tộc xông vào thần dị sơn, trước giờ chỉ có con đường chết mà thôi. Còn Đại Phong lại giúp hắn trốn đi, cũng là đồng phạm. Tính tình của đại tỷ đâu phải muội không biết, trước giờ rất nghiêm khắc, sợ là hai người họ sắp bị hành quyết. Sao lại như vậy? Tam tỷ, lúc đó không phải Linh Khê muốn lên thần dị sơn mà huynh ấy bị thương, muội tự ý đưa lên đây thôi. Nếu huynh ấy thật sự có chuyện gì, chẳng phải đều do muội hại hả? Không phải như vậy, muội yên tâm, mặc kệ có phải hắn tự ý lên thần dị sơn không, chuyện này không còn liên quan tới muội nữa. Tam tỷ, không thể nói như vậy được mà. Tam tỷ, tỷ có thể dẫn muội đi gặp Linh Khê được không? Không được, đại tỷ mới phạt muội ở đây kiểm điểm, muội lại muốn đi ra ngoài, đại tỷ biết sẽ giận đó. Không phải, dù thế nào muội cũng phải đi xin lỗi bọn họ. Tỷ ơi, dẫn muội đi đi. Không được, muội vừa mới phạm lỗi lầm nghiêm trọng, sao tỷ dám thả muội đi làm loạn? Tam tỷ, muội xin tỷ dẫn muội đi đi mà. Đừng nói là muội thích tiểu tử Linh Khê rồi nha. Muội không có, muội chỉ nghĩ là do muội hại hắn nên mới kêu tỷ dẫn đi gặp hắn xin lỗi hắn thôi. Long Nhi, muội nghe tỷ nói nè, muội là công chúa của tộc linh thú ta, nếu muội vì nhân tộc mà như vậy thì không đáng chút nào. Muội nói thật cho tỷ biết đi, sao muội tốt với Linh Khê vậy? Nữ vương, nữ vương, trời ơi, khởi bẩm nữ vương, lúc nãy thuộc hạ nghe ngóng được hả, phản tặc Ma Ngang đã chiêu binh được hơn 2.000 người rồi kìa. Đáng ghét, đúng là thứ không biết tốt xấu, ngang nhiên muốn lật đổ bổn vương. Cả tình Ma Ngang này, bổn vương sẽ bắt hắn chết không đất chôn thay. Hay trời ơi, nữ vương à, xin bớt giận. Thuộc hạ biết người đang rất nóng lòng muốn giải quyết tên nghịch tặc này, nhưng mà thuộc hạ khuyên người á, hãy ráng đợi thêm chút nữa. Cái gì? Còn bắt bổn vương đợi nữa hả? Thuộc hạ cho rằng hiện giờ chúng ta cần phải để tên phản tặc Ma Ngang tiếp tục hành động, để hắn tưởng là chúng ta không hề biết là kế hoạch của hắn,
Như vậy là thứ nhất có thể khiến hắn lơ là cảnh giác, thứ hai là chúng ta có thể biết được là trong số binh sĩ có những kẻ nào dám hài lòng với nữ vương. Nếu làm như vậy, chúng ta có thể một mẻ tóm gọn. Ông nói vậy nghe cũng có lý. Ngao Kiệt, có tội thần. Trọng trách diệt trừ nghịch tặc của Đông Hải ta giao lại cho ngươi. Nhưng mà nữ vương bệ hạ, Ma Ngang, nếu ngươi dám mềm lòng, bổn vương sẽ lấy mạng ngươi. Tôi thật không dám, tôi thần cẩn tuân ý chỉ của nữ vương. Lui ra đi. Tôi thần cáo lui. Nữ vương thuộc hạ thất trách quá. Sử tể tướng vừa giúp bổn vương nghĩ cách diệt trừ nghịch tặc của Đông Hải, sao lại nói là thất trách? Nữ vương, thuộc hạ đã dắt nát óc để mà ngày đêm suy nghĩ tìm cách luyện ra chiếc vòng tay chứ lôi điện liên hoàn. Nhưng mà người cũng biết rồi đó, thuộc hạ pháp lực có hạn, cho nên hôm nay thuộc hạ to gan phiền nữ vương đến ma cung một chuyến, nhờ đại đế giúp đỡ cho. Một chiếc vòng lôi điện cỏn con mà phải phiền tới phụ vương, huống hồ gì phụ vương ta hiện còn bế quan, làm sao ta dám làm phiền người. Nữ vương, người nghĩ coi, hiện giờ đã bình định tứ hải, Đoạn Long Đài đang trong quá trình xây dựng, Ngân Thủy lệnh bài cũng sắp đoạt tới tay rồi. Từng chuyện một đều phải để cho đại đế biết. Như vậy đại đế mới hiểu được lòng hiếu thảo của người chứ. Tam công chúa, tứ công chúa, sao hai vị lại tới đây? Là đại công chúa phái bọn ta tới thị sát tình hình của phạm nhân. Ta và tứ công chúa thấy hơi khô cổ, hai người các ngươi có thể đi lấy nước cho bọn ta được không vậy? Nhưng mà đại công chúa lệnh cho tôi đứng canh ở đây. Ngươi bị làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì được chứ? Với lại có hai bọn ta ở đây rồi, sẽ không có vấn đề gì. Ngươi đi mau đi. Dạ, thuộc hạ đi lấy nước liền. Tam tỷ, họ đi rồi. Chút nữa mùi vào trong nhớ cẩn thận một chút nha. Còn nữa mùi phải nhớ kỹ, hai tộc có sự khác biệt, mùi đừng có suy nghĩ gì đó. Mùi biết rồi tam tỷ, tỷ là tốt với mùi nhất. Thôi được rồi, mau vào gặp Linh Khê của mùi đi. Mùi đi nha. Cho chút đồ ăn đi. Bọn người tộc linh thú đúng là không có nhân tính mà, tốt xấu gì cũng cho ăn một bữa hay tiễn lên đường chứ. Linh Khê, Long Nhi, cô không sao chứ? Đại công chúa có làm gì cô không? Tôi không sao, đại tỷ chỉ biến cho tôi nhỏ lại thôi, còn ngoài ra không có trừng phạt gì tôi hết. Vậy thì tốt. Cũng tại tôi hết, nếu không phải tôi làm liên lụy tới cô thì đã không ra nông nổi này. Không liên quan tới huynh, mọi chuyện đều do tôi hết. Đại tỷ không lấy mạng tôi đã là thủ hạ lưu tình lắm rồi. Nói cho huynh biết, tôi tới đưa hai người ra ngoài. Là thật hay giả vậy? Vậy làm sao đưa chúng tôi ra ngoài? Mở cửa này ra trước đi. Được. Kỳ lạ, sao Long Nhi còn chưa chịu ra nữa?
tinh linh hùng hùng, địa hộ thiên môn. Long Nhi muội làm gì vậy? Tam tỷ, Tam tỷ, Tam tỷ, Tam tỷ. Tốt rồi, cuối cùng chúng ta cũng thoát được. Còn tam tỷ của tôi tính sao đây? Vẫn còn hơi thở, chắc cô ấy chỉ bị ngất thôi. Yên tâm đi, chút nữa cô ấy sẽ tỉnh lại thôi, không sao đâu. Không được, tôi không thể bỏ mặc tam tỷ nằm đây một mình. Chuyện này có gì là không thể? Nói cho cô biết, ngược lại đây là chuyện tốt. Họ sẽ tưởng rằng chúng tôi đánh tam tỷ cô ngất rồi bỏ trốn ra ngoài. Như vậy đại tỷ cô sẽ không trách cô ấy. Đúng 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 đúng. Chúng ta mau đi thôi. Không được, nhưng mà tam tỷ tôi nè. Trời ơi, không được. Bỏ xuống đi, bỏ ra, bỏ ra. Đi 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 đi. Trời ơi, không kịp đâu, mau 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 mau. Trong khoảng thời gian qua, ngư cơ đã không còn như trước. Thuốc giải này khó mà phân biệt thật giả. Và cả chiếc cảm nang đó, ngư cơ rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Nữ vương bệ hạ, ngươi mau vào thông báo, ta muốn cầu kiến phụ vương. Đại đế hiện đang bế quan, không cho bất kỳ ai quấy rầy. Ta đích thân tới đây, tất nhiên có chuyện quan trọng. Tránh ra cho ta. Đại đế trước khi bế quan đã căn dặn, không cho bất kỳ ai quấy rầy. Mấy ngày không gặp, chắc sứ giả hắc ám quên mùi vị của cổ độc rồi. Ta cố tình tới tìm phụ dương để thương nghị về chuyện ngân thủy lệnh bài. Nếu như chậm trễ, người gánh vác nổi không? Đại nhân, nữ nhi biết người vẫn đang bế quan, không tiện làm phiền. Chỉ là nữ nhi cần nhờ người giúp đỡ, là chuyện của ngân thủy lệnh bài. Phụ vương, ngân thủy lệnh bài ở đâu? Bẩm phụ vương, ngư cơ và quả long sứ giả đã dò la được, ngân thủy lệnh bài đang ở trong quả thiên quyển cảnh. Quả thiên quyển cảnh, bổn vương chỉ từng nghe qua, nhưng không ngờ nó tồn tại thật. Quả thiên quyển cảnh này vô cùng nguy hiểm, nếu ngang nhiên xông vào sẽ bị mất trí nhớ, đồng thời sẽ quên luôn cách thi triển pháp thuật. Nữ nhi tới đây là muốn nhờ phụ vương giúp đỡ, để ngư cơ vào quả long sứ giả có thể vào trong quả thiên quyển cảnh mà không bị mất trí nhớ, giúp chúng ta có được ngân thủy lệnh bài. Phụ vương, nữ nhi nghe ngóng nhiều nơi, thần điện, lôi kích có thể kích thích não bộ, giúp hồi phục trí nhớ. Nếu như có thể mượn lực của lôi điện tập hợp chúng lại, làm thành chiếc vòng tay, bảo đảm bọn họ không mất trí nhớ. Chỉ là năng lực của nữ nhi có hạn, không thể khống chế được lôi điện tập hợp vào trong chiếc vòng. Bổn vương còn tưởng chuyện gì khó, chẳng qua chỉ là mượn lực của lôi điện tích trữ nó lại. Sét đánh trăm dặm, lôi điện chịu về. Hmm.
Lực của lôi điện đã được tích trữ vào trong hai chiếc vòng này. Đoàn có thể mang nó về. Tạ ơn phụ dương. Đã có hai chiếc vòng thì không sợ mất trí nhớ nữa. Vậy hành động lần này đừng làm bổn vương thất vọng. Dạ, nữ nhi nhất định làm tốt chuyện này. Còn đã lệnh cho người xây dựng đoạn long đài ngày mà thái hào chính khí bị suy yếu, dùng máu của tứ hải long dương giúp phụ dương khôi phục pháp lực. Vậy thì tốt quá rồi. Mang hai chiếc vòng về đưa cho Ngư Cơ và Quả Long sứ giả, kêu chúng tức tốc đoạt ngân thủy lệnh về. Dạ. Ha 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 ha